Chào các bác nhé, em Thảo sẽ đăng tải một đoạn video ngắn về cái dòng dây uốn cây. Thì dây uốn cây nhà em Thảo thì hôm nay sẽ toàn bộ sẽ là dây đen, một cái dụng cụ chuyên nghiệp dành cho các bác đi uốn cây. Dây đen thì nhà em sẽ có đủ tất cả các ly để các bác nhà mình uốn cây cảnh nhé. Đây là cái ly to, cái ly 6 ly này các bác này, dây 6 ly, dây đen. Thì dây thì nhà em sẽ có dây mạ đồng, dây mạ đen, dây trắng và dây bọc vải. Thế thì với cái dây đen này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi các bác mà đang quan tâm tới cái dây uốn cây này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của cơ sở em Thảo nhé. Đấy, các bác hãy lưu số điện thoại của em vào. Số điện thoại này thì bên cơ sở em sẽ cung cấp tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây bonsai, làm cây cảnh. Đấy thì em sẽ để số điện thoại ở đây nhé, để các bác tiện liên hệ. Thì với cái dụng cụ dây uốn cây này thì em sẽ xin chi tiết một chút để các bác nhà mình nắm bắt được qua cái video ngắn này. Dây uốn cây nhà em thì sẽ có dây 1 ly này, ví dụ như đây là cái dây 1 ly. Cái dây 1 ly này nó rất chi là nhỏ nhá. Nếu như các bác mà làm tiểu cảnh thì 100% các bác sẽ dùng cái dây 1 ly này. 100% các bác sẽ dùng cái dây 1 ly này. Đây là dây 1 ly các bác này. Dây 1 ly rất chi là nhỏ. Ngoài dây 1 ly thì bên cơ sở em có dây 1 ly rưỡi, 2 ly, 3 ly, 4 ly và 5 ly. Tổng cộng tất cả những cái mẫu dây chuyên nghiệp dành cho các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh nhá. Đây cũng là dây 1 ly này. Dây 1 ly này rất chi là nhẹ, nhỏ. Dây 3 ly nhá, dây 2 ly nhá các bác. Dây 2, dây 3 đây. 1 ly rưỡi có đủ để phục vụ các bác. Đây là dây này là dây 3 này các bác này. Đây là dây 3. Đây là dây mạ đen nhá. Đấy, đây là dây 3 này. Và dây mạ đồng. Em lấy cho các bác xem dây mạ đồng. Đây là dây mạ đồng nhá các bác. Dây mạ đồng đây các bác này, không biết các bác có nhìn rõ. Dây mạ đồng này là dây 3 ly nhá. Đấy, dây mạ đồng em quấn này. Còn dây trắng rất là nhiều. Dây trắng thì như các bác nhìn đây, thì dây cuộn dây trắng 1 ly, 1 ly rưỡi, 2, 3 ly. Sẽ có từ 1 ly tới 5, 6 ly để phục vụ các bác uốn cây nhá. Dây đen thì sẽ có từ đến 8 ly. Thì với những cái dụng cụ như là dây uốn cây này thì các bác cần số lượng bao nhiêu cứ liên hệ trực tiếp tới nhà em nhé, em sẽ nhận gửi tới tận nhà các bác theo yêu cầu các bác sử dụng 1 ly, 2 ly, 2, 3, 4 ly, 5 ly. Đây là dây 3 ly là cái mẫu dây phổ thông nhất này. Dây này thì là cái dây chuyên nghiệp dành cho các bác uốn cây rồi, nó có độ mềm dẻo nhất đấy. Và nếu như các bác dùng quen dây đen thì các bác cứ dùng dây đen, còn các bác mà dùng về dây trắng quen thì các bác dùng dây trắng nhé. Dây đen, dây trắng, dây mạ đồng, dây cuốn vải sẽ có đủ ly để phục vụ các bác nhà mình. Và em nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu mà đang xem video mà đang cần tới cái dụng cụ về làm bonsai, về làm cây cảnh, liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo, đầu số điện thoại em đã để ở đây nhé. Không biết các bác nhà mình có nhìn rõ không? Đấy. Và các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ về làm cây bonsai, làm cây cảnh, các bác đừng quên lưu cái số điện thoại đấy nhá. Bên cơ sở em sẽ có hàng nghìn sản phẩm để gửi tới các bác nhà mình. Từ kìm kéo, từ những cái nhỏ nhất là những cái lò xo dành cho các bác thay kéo, cho tới những cái dụng cụ cỡ lớn hơn và những cái dụng cụ chuyên nghiệp để các bác nhà mình làm cây. Thì dây thì không thể thiếu được trong cái công việc làm cây của các bác rồi. Các bác cứ cần số lượng em sẽ bán lẻ nhá. Em sẽ cắt từng cân một cho các bác một. Ví dụ như các bác cần 1 ly 1 cân, 2 ly 1 cân, 3 ly 1 cân hoặc là 4, 5 ly mỗi loại 1 cân thì em sẽ cắt để gửi tới tay các bác theo nhu cầu của các bác dùng. Em xin kết thúc video ngắn nhé. Các bác đang quan tâm tới cái dụng cụ làm cây bonsai, làm cây cảnh, đừng quên ấn like nhé, chuông và đăng ký kênh để đón tiếp theo những cái dụng cụ làm cây của bên cơ sở em Thảo. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.